Xin chào tất cả các em khối 6. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đại diện cho bộ môn sinh hướng dẫn cho các em thêm một số nội dung ôn tập ở nhà trong kỳ nghỉ phòng dịch COVID-19. Trong nội dung bài giảng hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em một số nội dung như sau. Về các hình thức phát tán của quả và hạt, đặc điểm thích nghi với các hình thức phát tán và một số cách giải quyết một số dạng câu hỏi nữa thường gặp trong kiểm tra. Trước khi tìm hiểu về các hình thức phát tán thì các em cần phải biết phát tán quả và hạt là gì. Thì phát tán quả và hạt là hiện tượng quả và hạt được chuyển đi khỏi nơi chúng thực sống. Vậy thì có những hình thức phát tán nào và đặc điểm nào để quả và hạt thích nghi với hình thức phát tán đó? Chúng ta đi vào tìm hiểu phần nội dung cụ thể. Đầu tiên, các em thường nghe câu bồ công anh trong gió. Thì bồ công anh khi đến một giai đoạn nào phát triển thì nó đến một giai đoạn nào đó thì những cái cánh bồ công anh này nó sẽ mang theo những cái hạt và theo gió nó bay đi. Hoặc là khi tới mùa những cái quả chò nó phát triển và nó chín thì nó sẽ rơi rụng và theo gió, gió cuốn những cái quả chò này xoáy ở trong trong không trung rất là đẹp và nó được mang đi xa khỏi cái cây mẹ ban đầu. Những hai cái loại thực vật này và nhiều loại thực vật khác nữa nó đều có sự tác động của gió để mang những cái quả và hạt đi, cho nên đây được gọi là hình thức phát tán nhờ gió. Phát tán nhờ gió thì nó sẽ có những cái đặc điểm như là nó sẽ có cái cánh hoặc là nó có cái cánh hoặc là cái chùm lông, tấm lông ở trên đầu, và đặc biệt những cái quả và hạt này rất là nhẹ. Tiếp theo nữa, một cái hình thức phát tán tiếp theo thì cô mời các em theo dõi một số hình ảnh sau. Đây là cái quả ké đầu ngựa, thì các em quan sát kỹ trên cái quả ké đầu ngựa này, khi nó chín thì nó khô lại, nó ngã sang màu nâu nâu á. Thì trên cái quả này nó có cái gai, những cái gai móc mà khi con người chúng ta đi ngang qua những cái quả này hoặc là một số loài động vật nó đi ngang qua đây á, thì các cái gai móc này nó sẽ bám vào quần áo của con người hoặc là nó cũng có thể bám vào lông của động vật để được con người và động vật mang chúng đi đến một nơi khác. Hoặc là ở đây các em quan sát đây hình ảnh một con chim đang ăn hạt thông, thì cái hạt thông là cái hạt nó có cái vỏ hạt vô cùng cứng, thì cái khi mà con chim nó ăn cái hạt thông này xong, nó khi mà nó tiêu hóa nó thải cái hạt ra bên, thì cái hạt thông nó thải ra bên ngoài, thải phân ra bên ngoài, thì những cái hạt thông này nó sẽ theo cái phân đó và nó ra bên ngoài và nó được mang đến một nơi khác. Và đây là quả anh đào được con chim bồ câu nó ăn vào, thì con chim này cái quả anh đào này nó có những cái đặc điểm là cái quả của nó rất là thơm và cái hạt của nó thì khá là cứng, và đặc biệt là nó cũng có cái vị ngọt cho nên nó thu hút một số loài chim ăn nó, và khi mà con chim ăn xong thì nó sẽ mang cái hạt này đi đến một cái nơi khác. Thì các em thấy các loại thực vật này được mang đi, cái quả và hạt này được mang đi nơi khác nhà động vật, cho nên nó được gọi là hình thức phát tán nhà động vật. Và nó cũng có những cái đặc điểm là quả thì có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng hoặc là có gai móc. Tiếp theo, một cái hình thức phát tán nữa mà các em quan sát đây, đây là cái quả chi chi. Quả chi chi này như các em học ở cái bài các loại quả, thì quả chi chi này thuộc vào nhóm quả khô nẻ. Quả khô nẻ khi chín thì vỏ tự nứt ra, và khi nó nứt ra như vậy thì cái hạt nó sẽ rơi vung vãi ra bên ngoài. Tương tự như vậy ở các loại đậu thì nó cũng là các loại quả khô nẻ mà khi chín thì vỏ nó nứt ra, cái hạt nó sẽ tung ra bên ngoài. Thì cái hình thức này khi mà cái hạt nó tung văng ra xa như vậy thì người ta gọi đây là hình thức tự phát tán, và nó có cái đặc điểm là quả khô nẻ tự nứt để tung hạt ra bên ngoài. Đó là các cái hình thức phát tán, và đồng thời cô cũng đã giới thiệu cho các em về đặc điểm để các cái quả và hạt này nó thích nghi với từng cái hình thức phát tán. Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em một số dạng câu hỏi thường gặp trong bài kiểm tra. Thì ở cái bài giảng trước cô đã hướng dẫn cho các em
hai dạng câu hỏi, đó là dạng câu hỏi dạng tình huống, và dạng câu hỏi thứ hai là cho đoạn thông tin và trả lời câu hỏi. Thì hôm nay cô giới thiệu thêm cho các em hai dạng nữa. Dạng đầu tiên là dạng câu hỏi dựa vào hình để miêu tả đặc điểm. Thì ở dạng câu hỏi này cô cho một cái ví dụ như sau. Dựa vào những cái đặc điểm dựa vào những cái hình ảnh sau, em hãy cho biết loại thực vật dưới đây thuộc hình thức phát tán nào và đặc điểm nào giúp chúng thích nghi với hình thức phát tán đó. Vậy thì với cái câu hỏi này thì các em cần quan sát kỹ những cái hình ảnh và những cái chi tiết để phù hợp với các cái yêu cầu, đáp ứng được các yêu cầu của câu hỏi. Thì ở đây các em quan sát thì đầu tiên các em thấy cái một con anh này, nó có những cái tấm lông, nó mang theo những cái hạt. Những cái hạt này thì khi gió thổi, những cái tấm lông này hay nên các cái cánh hoa này nó sẽ được bay đi, nó sẽ được bay đi. Hoặc là ở những cái quả chò này thì khi có gió thổi thì cái cánh này nó sẽ theo gió và nó bay đi nơi khác. Cho nên đó là những cái đặc điểm mà chúng ta nhận thấy và chúng ta chú ý tập trung vào những cái đặc điểm này. Thì chúng ta có thể đáp ứng được cái câu hỏi, tức là chúng ta có được câu trả lời, tức là nó mang những cái đặc điểm là có cánh hoặc là có lông rồi nhẹ, và hình thức phát tán của nó là nhờ gió mang đi, cho nên nó là hình thức phát tán nhờ gió. Hoặc là cô giới thiệu thêm cho các em một dạng câu hỏi tiếp theo nữa, đó là dạng câu hỏi phân loại nhóm theo yêu cầu, cũng dựa vào hình. Thì sẽ cho các em một cái hình với các cái hình ảnh và sau đó yêu cầu các em sắp xếp chúng vào những cái nhóm thích hợp. Thì theo yêu cầu ở đây, cái đề bài ra ở đây, cái câu hỏi này, thì với cái đề bài này thì yêu cầu các em sắp xếp vào các nhóm phát tán của quả và hạt. Vậy thì với câu hỏi này chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Với dạng câu hỏi này thì các em cần vận dụng kiến thức mình đã học để nhận biết và phân loại. Thì chúng ta đã học được những cái kiến thức gì? Chúng ta học được về phát tán nhờ gió là cái quả và hạt đó phải có đặc điểm là nhẹ, có lông, có cánh. Rồi phát tán nhờ động vật thì có vị ngọt, hương thơm, hạt có vỏ cứng hoặc là cái mốc. Rồi hình thức tự phát tán thì quả khô nẻ, khi chín thì tự nứt và tung hạt ra bên ngoài. Vậy thì từ những cái đặc điểm đó là chúng ta bắt đầu phân loại các loại thực vật trong hình. Bây giờ chúng ta nhìn vào trong hình, đặc điểm của phát tán nhờ gió là có cánh thì chúng ta thấy quả chò này, có lông là quả công anh, quả hạt hoa sữa, quả trăm bầu cũng có cánh nè. Vậy thì những cái này chúng ta xác định nó có cánh hoặc có lông thì đó là phát tán nhờ gió. Rồi tiếp theo phát tán nhờ động vật, phát tán nhờ động vật thì có gây mốc hoặc là hạt cứng. Thì ở đây chúng ta thấy quả cái đầu ngựa có gai mốc nè, hạt thông có vỏ ngoài cứng, cho nên nó được phát tán nhờ động vật. Ngoài ra thì cái quả chim nữ này nó có những cái gai mốc, những cái lông để nó bám dính nè, cho nên nó cũng có thể phát tán nhờ động vật. Và còn lại thì tự phát tán là quả khô nẻ, thì chúng ta thấy quả chi là quả khô nẻ nè, quả cải, quả đậu bắp khô nẻ thì khi mà nó chín nó khô thì nó hạt nó tự phân ra bên ngoài. Thì cô đã giúp cho các em ôn tập cái nội dung về hình thức phát tán và đặc điểm thích nghi của quả và hạt với các cái hình thức phát tán, và đồng thời cô cũng đã hướng dẫn cho các em hai dạng câu hỏi các em có thể gặp trong bài kiểm tra. Như vậy thì ở đây cô có hai bài tập vận dụng yêu cầu các em thực hiện, và các em lưu ý các em thực hiện hai bài tập này vào trong vở của mình, và đồng thời các em thực hiện trên giấy kiểm tra và sẽ nộp lại cho cô vào buổi học mà đầu tiên các em đi học lại. Bài tập thứ nhất là cho các em hình ảnh, và cô yêu cầu các em là sắp xếp các loại quả này vào trong các nhóm quả phù hợp. Thì cái bài tập này tương ứng với cái bài các loại quả mà các em đã học. Và bài tập tiếp theo cho hai cái hình này, và các em phải dựa vào hai cái hình bên dưới, và từ đó các em hãy cho biết rằng cái hai loại quả hạt này hay là hai loại thực vật này nó thực hiện cái hình thức